Chúa,
ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã xa con một số làm nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đến cực thắng ngày bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được cầu nguyện thánh sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con một chỗ hưởng vinh phủ trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiền tri của Chúa, hiệp nhất với Chúa thân thần nên muôn thua muôn đời. Bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaiah cho biết, đấng công chính của dân tộc, đấng mà một đế vương sẽ được chiêm ngắm vinh hiển người đem đến. Ngài đến để đem bình an và ơn cứu độ Thiên Chúa cho muôn dân. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe bài đọc sau đây. Bài chức sách tiên tri Isaiah. Vì tôi sẽ không im tiếng, và vì Jerusalem tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, đấng cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy người là đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. No.
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là bà Maria đến hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai ở phép Chúa Thánh Thần. Giuse định tâm để bỏ bà các kinh ta, nhưng đang nghĩ định tâm như vậy thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con của David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bà mình, vì Maria mang thai và bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ là sinh của con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm cho lời Chúa dùng về vị trí phán xét rằng: Này đây một chính nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, người ta đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse thực hiện như lời Thiên Thần chủ truyền. Ông định nhận bà mình nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Vui sao? Tại vì đó,
giúp bạn học tốt hơn. Con chỉ có những hy sinh nhỏ thế thôi. Mong Chúa nhận những hy sinh của con. Hay không? Just love, don't die.
luôn sống ngoan ngoãn để làm việc bằng Chúa. Noel vui vẻ, Emmanuel. Còn mấy lá thư nữa là không? Nghe được không? Nghe sẽ được à. Hôm nay cho cô bạn trẻ nghe à. Những suốt một năm qua toàn là ông bạn cũng nói chúng em mà thật là nói thật là nghe. Rồi thưa Chúa Giêsu, hãy con là cô đeo Chúa Giêsu, ngài còn có biết không? Nhà con có ba anh em, con là đứa thứ hai, con có anh hai lớn của con, anh ấy thì to con, hay anh thiếu con? Có. À. Xin Chúa ngài cần cho con sức mạnh, béo con.
Rồi hát ra 1, 2, có chị làm quê đâu.
Chúa là cơ đồ đáng chỉ em.
Đây trên Thiên Chúa đang xóa lỗi trần gian không cho đời bài dâng tế trên Thiên Chúa. Thank you.
Chúa, hôm nay mừng kỷ niệm con Chúa dẫn trần. Chúa đã cho chúng con được no say nơi bản điện thiên quốc. Xin Chúa cũng thương ban cho chúng con được dồi dào sự sống thần linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin thành lời vinh trang sứ gửi đến quý ông bà và chị em sơ lời chúc Giáng sinh đêm thánh an bình và một Giáng sinh thật hạnh phúc.